Mình là Gánh Nam, mình đến từ diễn đàn android.vn. Hôm nay mình sẽ tư vấn và giới thiệu với các bạn những ứng dụng như Apple hay được diễn đàn lựa chọn và tải về. Đó chính là ứng dụng Next Browser. Đây là ứng dụng truy cập mạng xã hội web rất tiện ích, nhanh chóng và tiện lợi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết cụ thể. Sau khi cài đặt xong, bạn mở ứng dụng ra, bạn sẽ nhìn thấy giao diện chính của màn hình bao gồm 3 phần. Đầu tiên là top site, liệt kê những trang web mà bạn hay vào. Thứ hai là danh sách các trang web được nhiều người yêu thích tải về như Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon, CNN, Twitter, ESPN. Thứ ba là chuyên mục RSS View. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy các tiêu đề bài báo mới nhất, tin tức văn hóa, xã hội, chính trị, rất nhiều chủ đề khác nhau cho bạn lựa chọn. Bạn có thể thêm các chủ đề khác nhau. Ở đây bạn có thể lựa chọn các đất nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mexico, Thái Lan, Mỹ, các trang web hàng đầu tại đất nước này. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể. Bạn là Entertainment Site, đây là chuyên mục giải trí về xe hơi. Bạn muốn đọc bài báo, bạn chọn tiêu đề. Ứng dụng sẽ nhanh chóng kết nối Internet cho bạn đọc các tiêu đề bài báo nhanh chóng và dễ dàng nhất. Tiếp đến, khi bạn muốn tìm một trang web nào đó, bạn vào dùng chức năng search. Ở đây mình sẽ search android.vn. Sẽ có rất nhiều tiêu đề cho bạn lựa chọn. Gợi ý, bạn chỉ cần gõ chữ cái đầu tiên là bạn có thể tìm ra trang web dễ dàng nhất. Tiếp đến, bạn có thể vào nhanh các trang web như YouTube, Yahoo, Facebook. Bạn có thể xem video clip dễ dàng nhất. Để chỉnh cài đặt, bạn vào chức năng ở phần cài đặt có chức năng New Tab, Download, Share Page, rất tiện ích cho bạn sử dụng. Để tìm hiểu nhiều chức năng hơn, bạn hãy tải ứng dụng này về và cài đặt trên điện thoại Android của mình. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các ứng dụng Android tiếp theo.